Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 5, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông đi phượt trên đỉnh núi Chứa Chan. Theo thông tin ban đầu, ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Duy Thắng, 45 tuổi, quê Hải Dương, đi phượt một mình trên núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc. Đến sáng ngày 24 tháng 5, du khách phát hiện người đàn ông 45 tuổi chết gục trên đỉnh núi bên cạnh các vật dụng cá nhân. Một cán bộ công an cho biết đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa bằng cáp treo xuống đất, sau đó đưa về nhà xác bệnh viện phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, công an nhận định nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể do đột tử. Sau sự việc thương tâm trên, phía ban quản lý cáp treo núi Chứa Chan đã cảnh báo các du khách đi phượt trên núi phải lưu ý, theo dõi thời tiết liên tục, chuẩn bị kỹ sức khỏe và lên sẵn các phương án tình huống gặp phải.